nghiệp chế biến với các sản phẩm trà nổi tiếng đã được hình thành ở Thái Nguyên, Lâm Đồng, Phú Thọ, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La. Trong những năm qua, Thái Nguyên được cả nước biết đến không chỉ là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng mà còn được biết đến bởi đặc sản nổi tiếng chè Thái Nguyên, là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, thổ nhưỡng và những nguyên tố quy lượng có trong đất rất thích hợp cho cây chè phát triển. Sản phẩm trà Thái Nguyên có một hương vị rất riêng, không đâu có được. Những địa danh Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, La Bằng, huyện Đại Từ, Điểm Mặc, huyện Định Hóa, quý mến của Thái Nguyên. Đối với quý vị đại biểu và các bạn đã vượt qua những chặng đường dài đến tham dự Festival Trà Thái, chương trình gala nghệ thuật với chủ đề Trà Việt khơi nguồn cảm xúc, tối hôm nay sẽ thay lời cảm ơn của Thái Nguyên đến với quý vị đại biểu cùng toàn thể quý khán giả trong nước, quốc tế đã đến với Thái Nguyên, đồng hành cùng Thái Nguyên quảng bá trà Việt. Thưa quý vị, lại mặt tích cực của các đoàn trà quốc tế và của các tỉnh, thành phố trong cả nước, sự vào cuộc và hưởng ứng của đông đảo bà con nhân dân trong và ngoài tỉnh. Ban tổ chức hy vọng rằng chương trình gala lễ thuật với chủ đề Trà Việt khơi nguồn cảm xúc tại lễ hội văn hóa trà sẽ thành công tốt đẹp và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách trong nước và quốc tế. Ngành chè Thái Nguyên nói riêng và ngành chè Việt Nam sẽ nâng cao hơn nữa vị thế của mình trên thị trường trong nước và thế giới. Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, xin chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân sức khỏe, hạnh phúc. Chúc chương trình thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Vũ Anh Thắng, trưởng phòng tổ chức cán bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tặng bằng khen cho các tập thể có nhiều đóng góp tích cực cho phần tổ chức thành công lễ hội văn hóa trà Festival Trà Thái Nguyên Việt Nam lần thứ 3 2015. Xin được trân trọng kính mời ông Vũ Anh Thắng và đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, thưa toàn thể quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, để ghi nhận những đóng góp của các đoàn văn hóa trà quốc tế tại Festival Trà Thái Nguyên Việt Nam lần thứ 3 năm 2015, trưởng ban tổ chức Festival Trà Thái Nguyên Việt Nam lần thứ 3 năm 2015 quyết định tặng giấy chứng nhận cho 8 đoàn trà quốc tế. Sau đây tôi xin kính mời đại diện 8 đoàn văn hóa trà quốc tế lên nhận giấy chứng nhận. 1. Đoàn văn hóa trà Brunei. 2. Đoàn văn hóa trà Indonesia. 3. Đoàn văn hóa trà Malaysia. 4. Đoàn văn hóa trà Nhật Bản. 5. Đoàn văn hóa trà Philippines. 6. Đoàn văn hóa trà Thái Lan. 7. Đoàn văn hóa trà Hiệp hội chè Hàn Quốc. 8. Đoàn văn hóa trà Hiệp hội chè Nga. Vì lý do công tác, Đoàn văn hóa trà nước Nga không có mặt tại chương trình trao thưởng ngày mai 28/11. Ban tổ chức sẽ trao bằng khen tại ngày hôm nay. Sau đây, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Thế Hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên, Phó trưởng ban tổ chức Festival Trà Thái Nguyên Việt Nam lần thứ 3 năm 2015 lên giao chứng nhận cho 8 đoàn văn hóa trà quốc tế và 8... Cảm ơn sự hiện diện của các đoàn quốc tế đã đến với lễ hội năm nay của chúng ta. Xin cảm ơn rất nhiều.
Định tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho các đơn vị doanh nghiệp ngoài tỉnh đã có thành tích tại Festival chè Thái Nguyên Việt Nam lần thứ 3 năm 2015. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên số 3302 Thái Nguyên ngày 27 tháng 11 năm 2015 quyết định khen thưởng cho các đoàn nước ngoài, đơn vị doanh nghiệp ngoài tỉnh có nhiều đóng góp tích cực góp phần tổ chức thành công Festival chè Thái Nguyên Việt Nam lần thứ 3 năm 2015. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên căn cứ luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003, căn cứ luật thi đua khen thưởng năm 2003 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng năm 2005, căn cứ quyết định số 36 ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, xét đề nghị của Sở Nội vụ tại tờ trình số 337 ngày 26 tháng 11 năm 2015 quyết định điều 1 tặng bằng khen cho 18 đơn vị doanh nghiệp ngoài tỉnh có nhiều đóng góp tích cực góp phần tổ chức thành công Festival chè Thái Nguyên Việt Nam lần thứ 3 năm 2015 có danh sách kèm theo. Điều 2, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh danh sách và mời lên sân khấu 18 đơn vị doanh nghiệp ngoài tỉnh đã có thành tích tại Festival chè Thái Nguyên Việt Nam lần thứ 3 năm 2015 để nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến chè Tân Mộc, Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La. 2. Công ty cổ phần chè Cờ Đỏ, Mộc Châu, Sơn La. 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn trà Phan Nhất, Điện Biên. 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV đầu tư phát triển chè Nghệ An. 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Thiện, Yên Bái. 6. Công ty cổ phần Netgy Việt Nam. 7. Công ty cổ phần kinh doanh Hương Vị Việt. 8. Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Thành Phát. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên lên tặng bằng khen cho các đơn vị doanh nghiệp ngoài tỉnh. Xin kính mời các đồng chí. Sự ban tặng của thiên nhiên mà Việt Nam chúng ta có rất nhiều các đặc sản trà nổi tiếng. Và người xưa cho rằng là khi chúng ta pha trà ấy, thì mỗi loại trà chúng ta phải pha vào một lượng khác nhau. Không bao giờ chúng ta pha chung các loại trà, em chúng ta cũng pha vào ống trà này thì chẳng bao lâu ống trà sẽ trở thành một cái mùi hổ lốn. Và nếu mà chúng ta pha trà thì hương trà nó sẽ bị tạp. Chính vì thế mà các bậc trà nhân xưa khi pha trà thì mỗi loại trà là quân Kỳ Mã, quân Lính Thủy và quân Anh Bộ. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì chúng ta còn có một số dụng cụ phụ. Cái dụng cụ đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu với quý vị thì đây là một cái thìa, cái này là màu gỗ thơm ạ. Cái dụng cụ này dùng lúc pha trà ngày xưa của bậc vua chúa phong lưu quyền quý ngày xưa, và các cụ xưa gọi đó là hỏa lò và cấp siêu đồng ạ. Thì thưa quý vị, từ lúc phong lưu quyền quý ngày xưa ở kinh thành Đắk Long ạ, thì cái hỏa lò này các cụ hay làm một đất nung, nhưng sau này ở đời vua Từ Đức trở đi thì các bậc vua chúa trong cung đình Huế đã biến nó thành hỏa lò bằng đồng ạ. Khi ống trà nóng ra lên rồi ạ, chúng ta châm nước sôi vào ống trà.
để cảm nhận ạ? Chính vì thế mà cổ nhân ngày xưa mới gọi trà là nghệ thuật của chuẩn mực, là vì thế ạ. Ta lại châm thêm là nước sôi nữa ở ấm trà này ạ. Cổ ngân xưa gọi đó là tắm cho ấm ạ, mục đích làm cho ấm trà nóng đều ở trong và ngoài, đồng thời làm cho ấm trà bóng lên cho rất đẹp mắt ạ. Vào khoa biểu diễn ca sĩ 5